cơ chế hoạt động của làn da khi chúng ta chìm vào giấc ngủ trong lúc chúng ta ngủ làn da sẽ chuyển sang chế độ tự sửa chữa khắc phục những tổn thương mà chúng gặp phải vào ban ngày bạn nhất định phải tận dụng thật tốt khoảng thời gian này nhằm cải thiện làn da theo hướng tốt hơn ban đêm là thời điểm làn da chuyển sang chế độ phục hồi và tái tạo mạnh mẽ nếu ngủ đủ giấc dĩ nhiên bạn sẽ luôn xinh đẹp như một công chúa khi thức dậy Vậy nên, điều cần thiết là hiểu làn da hoạt động như thế nào vào ban đêm, từ đó lựa chọn những sản phẩm phù hợp để làn da của bạn được chăm sóc một cách hoàn hảo nhất. Làn da hoạt động như thế nào vào ban đêm? 9 giờ tối là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu buồn ngủ và làn da cũng vậy. Giai đoạn này sẽ thúc đẩy khả năng hấp thụ các dưỡng chất của làn da. Đồng thời quá trình sửa chữa DNA cũng được thúc đẩy hơn nữa hóc môn giấc ngủ melatonin cũng sẽ bắt đầu tăng lên làm tăng cảm giác mệt mỏi cũng như tăng khả năng tự phục hồi của làn da ngoài việc khiến cơ thể buồn ngủ melatonin còn có tác dụng chống lại các tác nhân gây hại cho da vào ban ngày như tia uv và khói bụi một loại hóc môn khác hoạt động trong khi bạn đang ngủ là hgh hóc môn tăng trưởng có nhiệm vụ đẩy nhanh quá trình sửa chữa và tái tạo tế bào da trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng, sản lượng tế bào của cơ thể sẽ tăng lên gấp đôi. Còn nếu bạn đang chìm trong giấc ngủ sâu, lượng tế bào này có thể tăng lên gấp 3 trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ sáng. Vào ban đêm, làn da hoạt động nhiều hơn và vì thế mà các sản phẩm chăm sóc da cũng sẽ dễ thẩm thấu hơn. Tuy nhiên mặt trái của việc này đó chính là làn da của bạn sẽ dễ bị mất đi độ ẩm cần thiết buổi sáng sẽ là giai đoạn mất nước cao nhất của làn da. Điều này có thể khiến làn da ở trạng thái khô nhất và hàng rào bảo vệ cũng theo đó mà suy yếu. Nếu tiếp xúc với ánh sáng, hóc môn căng thẳng cortisol sẽ tăng lên khiến da của bạn có thể bị đỏ hoặc viêm. Cách chăm sóc da khi đi ngủ Hãy bắt đầu với việc làm sạch làn da của bạn. Đây là bước quan trọng giúp loại bỏ tất cả bụi bẩn đã tích tụ suốt một ngày dài. Sau đó, Sử dụng các thành phần như retinol và axit hyaluronic sẽ giúp làn da của bạn đẩy nhanh các chức năng sửa chữa và phục hồi. Trong khi retinol tăng cường sản xuất collagen và khuyến khích đổi mới các tế bào biểu bì, thì axit hyaluronic sẽ giúp dưỡng ẩm sâu cho da, làm giảm tác động của việc mất nước qua đêm. Nếu bạn có một làn da cực kỳ khô, việc sử dụng các loại tinh dầu dưỡng da có thể mang lại hiệu quả tuyệt vời. Các loại tinh dầu thực vật rất giàu vitamin khoáng chất và omega. Những thành phần này sẽ giúp tăng cường dưỡng chất, dưỡng ẩm và làm mềm làn da của bạn. Ngoài ra, các thành phần như axit salicylic sẽ hỗ trợ quá trình đổi mới tế bào bằng cách loại bỏ tế bào da chết một cách hiệu quả. Sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc các loại tinh dầu có khả năng cấp nước vào buổi sáng là cần thiết. Những sản phẩm này sẽ giúp bù nước cho làn da, đồng thời sửa chữa và xây dựng lại hàng rào bảo vệ da. Cuối cùng, Kem chống nắng có chứa SPF sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các tác hại của tia UVA, UVB cũng như khói bụi từ môi trường xung quanh. Đảm bảo ngủ đủ giấc để giúp hỗ trợ da hoạt động vào ban đêm. Hãy đảm bảo bạn có một giấc ngủ sâu vào ban đêm và thức dậy tới tâm trạng thoải mái nhất. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng tắm nước nóng vào ban đêm sẽ giúp dễ ngủ hơn. Tuy nhiên thực tế không phải vậy tắm nước nóng vào ban đêm sẽ khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên và là nguyên nhân làm cho bạn trở nên khó ngủ. Bạn vẫn có thể đi tắm, nhưng hãy đảm bảo đó là thời điểm trước khi ngủ ít nhất là một giờ. Bên cạnh đó, hãy tắt hết các thiết bị điện tử trong phòng ngủ để có một giấc ngủ ngon hơn. Tiếp xúc với ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại di động, TV, máy tính sẽ ức chế việc giải phóng hormone melatonin khiến bạn khó ngủ hơn. Trước khi đi ngủ hãy ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh những thực phẩm dầu tryptophan được tìm thấy trong thịt gà, hạnh nhân, hạt bí ngô, chuối sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn. Nếu có thể hãy tránh uống rượu bởi chúng sẽ khiến cho làn da trở nên khô quá mức. Để giảm nguy cơ da mất độ ẩm vào ban đêm, hãy uống mùng 1 tháng 2 ly nước ngay trước khi bạn đi ngủ. Ngoài ra bổ sung các thực phẩm như hạt hạnh nhân và quả óc chó sẽ giúp cải thiện việc nuôi dưỡng và làm mềm làn da của bạn.